Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trong chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, các bạn hỏi Trang là cái que tránh thai vào thì có gây nám da hay không, thì Trang có hai phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chính là cái que tránh thai là như thế nào, và thứ hai đó chính là trả lời cho tất cả các bạn câu hỏi là cái que tránh thai có gây nám da hay không. Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này, hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Như các bạn cũng đã biết, chúng ta hãy chọn cho mình một phương pháp ngừa thai. Nếu như bạn đã có đủ con trong gia đình hay là bạn chưa muốn sanh con sớm thì hãy chọn một phương pháp ngừa thai tốt nhất để chúng ta áp dụng để hạn chế việc mang thai ngoài ý muốn cũng như là kế hoạch hóa cho gia đình. Và ngày nay có rất nhiều những phương pháp tránh thai các bạn có thể tự lựa chọn cho mình, như sử dụng thuốc ngừa thai hàng ngày hoặc là chúng ta sẽ đặt vòng cái que thử thai, cái que tránh thai vào bên trong cơ thể, vân vân. Có rất nhiều cách các bạn có thể chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất. Và hôm nay các bạn hỏi Trang là cái que tránh thai thì có gây nám da hay không? Bởi vì các bạn nghe nói nhiều đến tác dụng phụ của thuốc ngừa thai gây nám da, và dường như các thế hệ mới thì nó cũng làm rối loạn nội tiết bên trong cơ thể trong khoảng thời gian đầu là từ 3 đến 4 tháng, và nó làm cho bạn bị tình trạng là nám da. Nhưng không phải ai cũng gặp vấn đề này. Tùy thuộc vào từng cơ địa của mọi người và sẽ có những cái biểu hiện khác nhau. Nhưng đây là dấu hiệu điển hình nhất và các bạn lo lắng nhất là sợ rằng khi cái que tránh thai vào cơ thể thì nám da sẽ xuất hiện. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Cái que tránh thai là một trong những phương pháp ngừa thai được rất nhiều người áp dụng bởi vì nó không gây đau đớn mà nó mang đến cái hiệu quả cao. Tùy thuộc vào que bạn cấy vào cơ thể là loại nào thì nó sẽ có tác dụng kéo dài từ 3 đến 5 năm. Nhưng trước khi cấy que tránh thai vào cơ thể thì bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa sản để được thăm khám xem coi sức khỏe của mình có phù hợp để cấy que hay không, cũng như là bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn chọn loại cấy nào là tốt nhất. Thực hiện tại bệnh viện thì sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Và khi cấy que tránh thai vào cơ thể sẽ để được cấy vào bên cánh tay không thuận, có nghĩa là nơi cánh tay mà bạn ít cử động nhiều đó thì nó sẽ giữ được cái que lâu hơn, cũng như là cái que đó nó sẽ tiết ra cái hormone để ngăn ngừa việc thụ thai và giúp cho bạn tránh thai một cách đơn giản nhất. Nếu như bạn muốn biết thêm thì chúng ta đến gặp bác sĩ để được tư vấn và thực hiện cũng như là chọn cho mình một loại tránh thai phù hợp nhất bạn nhé. Phần thứ hai là các bạn đang quan tâm đây, cái que tránh thai thì có gây nám da hay không? Như chúng ta cũng đã biết, nám da là sự rối loạn nội tiết cũng như là rối loạn cái sắc tố melanin ở bên trong làn da. Nó làm cho cái melanin sản xuất một cách bất thường và da của các bạn bị sậm màu, bị nám da đi. Nhưng thông thường khi sử dụng các biện pháp ngừa thai thì cái nám da đó chỉ xảy ra khoảng 3 đến 4 tháng đầu thôi. Có nghĩa là nó sẽ bắt đầu tự hết nếu như các bạn biết bảo vệ làn da của mình ngay lúc đầu. Nhưng những người khác thì cứ nói rằng nám da rồi, hãy chọn một mỹ phẩm nào đó bôi lên da đi. Vô tình các bạn đưa corticoid vào làn da hoặc là các chất lột tẩy đó, nó làm cho da của bạn bị bào mòn, bị yếu đi và nám da trở nên nặng hơn. Và lúc này khả năng tự hết dường như không có nữa. Và cái khả năng phục hồi nếu như không chăm sóc tốt thì cũng như không luôn. Có nghĩa là cơ hội mang cái vết nám đó trên da suốt cả cuộc đời rất là cao và mỗi ngày nó sẽ càng đậm hơn nếu như bạn chọn sai phương pháp. Như vậy Trang đã trả lời cho tất cả các bạn câu hỏi rồi đó. Cái que thử thai cũng có thể gây nám da. Nếu như chúng ta biết chăm sóc thì nám da sẽ tự hết và không để lại bất kỳ những cái vết nám nào trên gương mặt của các bạn. Ngoài ra có nhiều người cấy que tránh thai vào thì họ sẽ gặp cái hiện tượng là căng tức ở ngực cũng như cảm giác buồn nôn, rối loạn kinh nguyệt. Thì các bạn yên tâm, cái triệu chứng này nó sẽ tự hết thôi. Nếu như bạn rối loạn kinh nguyệt thường xuyên, đặc biệt là rong kinh nhiều quá đó, thì phải đến gặp bác sĩ để xem coi sức khỏe của chúng ta có ổn định hay không và có tiếp tục để cái que đó trong người của chúng ta hay không các bạn nhé. Nói chung có rất nhiều những cái trường hợp xảy ra, có thậm chí nhiều người là bị tăng cân sau khi cấy que tránh thai.
Nói chung là tùy thuộc vào từng cơ địa mỗi người, không phải ai cũng bị như vậy cả. Có nhiều người thì bình thường không sao hết, nhưng có nhiều cơ địa quá mẫn cảm hay là kích ứng đó thì nó sẽ không chịu, và chúng ta đến gặp bác sĩ để nghe bác sĩ nói gì bài chép. Như vậy các bạn đã biết được việc ngừa thai là cực kỳ quan trọng, nhưng hãy chọn cho mình một phương pháp tốt nhất cũng như đến gặp bác sĩ để được nghe tư vấn. Còn việc nám da hay không còn phụ thuộc vào chế độ chăm sóc của các bạn rất nhiều. Nếu bạn nào đang gặp về vấn đề nám da điều trị hoài không hết, bạn đã thất vọng trên tất cả các phương pháp điều trị từ mỹ phẩm, sử dụng viên uống hay là bắn laser vân vân, thì hôm nay có một tin vui cho bạn đây. Đó chính là viên uống Oridel Collagen, một sản phẩm chất lượng an toàn hiệu quả được các bệnh viện da liễu lớn trong cả nước chấp cánh hơn 10 năm qua, hiệu quả trong việc chăm sóc dưỡng da, hiệu quả trong việc điều trị đám da tàn nhang một cách hiệu quả, nhưng phải sử dụng theo đúng liệu trình mà Jay đã hướng dẫn cho tất cả các bạn, chứ không phải uống một hay hai hộp là cho kết quả đâu. Các bạn cần phải biết vấn đề này. Nếu như các bạn thấy điều trị đám da dễ dàng như vậy thì nó không là nỗi đau của bất kỳ một ai cả. Nếu như bạn muốn biết thêm sản phẩm cũng như đã tìm được câu trả lời cho mình rồi thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang, các bạn có thể lên Google và tìm kiếm, đó chính là nguyenthithytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.